Xin chào các bác. Thì hôm nay em có hai con đẩy của hãng CK các bác nhé. Một con là mã D1004 và một con là mã D2002. Thì hai con đẩy này thì các bác rất là thích hợp và rất là hay khi các bác làm một bộ để đánh giá lá danh. Đấy, đối với con hai kênh này thì 2000 một kênh thì các bác có thể là quật một cặp súp kép các loại thoải mái. Đấy, còn con mã CK D1004 này là 4 kênh, mỗi kênh 1000W. Thì các bác có thể là đánh mỗi một kênh này đánh một tay a dây 40 thoải mái. Đấy, nên các bác có thể là dùng hai con này, nó rất là nhỏ gọn để các bác chơi được một gọi là một bộ đánh sự kiện rất là tốt, nhỏ gọn. Hai con này nó chỉ là 2U thôi, đúng không? 2U. Rất là gọn, đánh hay. Đối với dòng này thì là sử dụng máy Class D, hiệu suất cao, công suất mạnh, tiếng đánh rất là đã luôn. Như dòng này thì các bác cũng đều biết, nếu mà hàng mới thì ở Việt Nam đang có là như bên anh Nga Luân đang bán dòng CLBX mã 4 kênh và mã 2 kênh, thì các bác biết là giá của nó cũng rất là cao chứ nó không hề rẻ, đúng không? Thì em có hai con này, một con 4 kênh và con 2 kênh, thì date của nó đều là date 2019 các bác nhé, 2019, date rất là cao, có nghĩa là gần như là nó cũng mới sản xuất và chưa sử dụng là bao. Đấy, hàng bãi mà nó còn đẹp như này và date cao này, gần như nó chưa có bụi là bao, sử dụng có nhưng sử dụng rất là ít. Đây thì đây là mã 4 kênh thì em để giá là 14.500.000. Còn mã 2 kênh thì em để giá cho bác là 12.500.000. Đấy, tất cả đều bao zin nguyên bản, hoạt động hoàn hảo bình thường. Thằng đẹp các bác nhá, thằng đẹp nhá, quay rất là kỹ và chi tiết cho các bác. Rồi thì bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé qua số điện thoại 0978790655. Bên em thì luôn cung cấp những cái sản phẩm karaoke chất lượng, uy tín cho các bác.